Ra thì các cái phong cách hướng dẫn các cái phong cách ở trong Mid Journey thì ví dụ như này. Đấy. Đây là cái phong cách này. Đấy, đây là cái prompt này. Đây là cái gọi là ảnh gốc nhá. Bên trái là cái ảnh gốc này. Đấy, còn bên phải là cái câu lệnh này. Đấy. Đây, cái câu lệnh này. Đó. Được chưa? Mình copy câu lệnh này cộng với cả cái từ khóa là cái tên tác giả, tên tên artist là tên tác giả, được chưa? Thì mình sẽ tạo ra những cái biến thể khác nhau cộng với cả là gì ạ, cộng với cả những cái gọi là từ khóa đây, pencil, pencil character trait này, là viết bằng vẽ bằng bằng bút chì này, được chưa? Đấy, hoặc là Creator Concept Art By này. Đấy, tức là gì ạ? Là cái nhân vật được thiết kế bởi này. Bởi ai ạ? Bởi Midjourney hay là bởi Solomon Brand hay là bởi những ông này. Đấy. Đấy, nhân vật được thiết kế bởi những người này. Đấy, hoặc là cái bút chì, cái nhân vật bút chì được vẽ bởi cái Rose Armstrong này. Đấy, hoặc là bút chì được vẽ bởi cái Louis Van Ban này. Đấy, hoặc là nhân vật được thiết kế nghệ thuật bởi cái người này đấy, hoặc là character by cái người này đấy, tức là đây là cái câu lệnh này xong kết hợp với cả cái tác giả này thì nó sẽ ra cái hình ảnh này đấy, cái câu lệnh này kết hợp với cái tác giả này thì ra câu lệnh này kết hợp với tác giả này ra cái hình ảnh này, câu lệnh này kết hợp với tác giả này ra hình ảnh này, được chưa ạ? Như vậy là gì ạ, là ở đây anh chị em chúng ta sẽ tìm được rất rất nhiều những cái phong cách khác nhau, rồi là các thử nghiệm khác nhau. Thay vì mình thử nghiệm tất cả thì mình gì ạ, mình xem ở đây thì mình sẽ có gì ạ, có tất cả những cái thử nghiệm của mọi người luôn, được chưa ạ? Đấy, và đã tổng hợp, Huy đã tổng hợp tất cả những cái điều này cho anh chị em, và việc của mình đó là gì ạ, là nghiên cứu nghiền ngẫm và học thôi, đúng không ạ? Và có rất nhiều nha anh chị em nhé. Đấy, ví dụ như là cái ông này là ông là Robert Roberti Ferri chẳng hạn, thì ông này là chuyên kiểu cái hình nó kiểu nghệ thuật đấy, kiểu nghệ thuật những cô gái mà nude rồi bán nude kiểu kiểu vậy đó. Rồi ông Franklin Frazee này thì lại có những cái ảnh rất là cơ bắp đấy. Cái cô này thì cái ảnh này thì nó Stefan Gessi thì nó cái ảnh nó lại hơi kiểu u ám một tí đó. Đấy là nhân vật thôi nhá, anh chị em thấy là gì ạ, rất dài luôn, đây là kéo này, rất nhiều luôn anh chị em nhé, nhiều vô cùng luôn đó, thoải mái đó. Tiếp theo nữa là sang painting. Painting thì cũng ra tương tự như vậy, painting by tức là gì ạ, là vẽ bởi ai đấy, được chưa ạ? Đấy, painting by, được chưa ạ? Hoặc là portrait of woman by tức là gì ạ, là cái khuôn mặt của cô gái, của một người phụ nữ bởi cái tác giả nào đó. Đấy, thì nó lại ra cái hình thức khác đấy, hoặc là still still life by tức là về cái ảnh trang trí, ảnh ảnh tĩnh vật đấy đó, ảnh tĩnh vật thì nó lại của mỗi tác giả đấy, El Greco này, Caravaggio này đấy, thì là mỗi một cái ảnh nó sẽ khác nhau, và ở đây bên này nó có cái tuổi đời của cái tác giả hay tác phẩm đó, nó khoảng năm bao nhiêu đó, được chưa ạ? Cái location tức là cái địa điểm, cái nơi mà sáng tác ra cái bức ảnh đó. Đấy, thì mình có thể thêm vào hoặc không thêm vào cũng được, không sao. Nhưng mình biết được à, với tác giả đấy thì họ sống ở đâu, họ họ vẽ tranh trong khoảng thời gian nào. Đó, ok không ạ? Đó. Rồi, tiếp theo nữa là cartoon rồi những cái liên quan đến comic. Đó. Thì comic book super hero by. Đấy, tức là gì ạ? Là comic book là cái sách 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 ảnh, sách tranh. Đấy, sách truyện tranh ấy, truyện tranh ấy của tác giả nào. Đấy. Được chưa ạ? Và với mỗi một tác giả và mỗi một cái từ khóa này thì nó sẽ ra cho mình những cái gì ạ? À, những cái kết quả khác nhau. Đấy, những cái nội dung khác nhau. Đấy. Ừ, được chưa ạ? Thì việc của mình là chỉ cần ghép cái từ trên này này cộng với cả tên dưới này này thì sẽ ra những kết quả nó tương tự như này. Anh chị em ạ, anh chị em muốn tìm hiểu kỹ hơn về những cái người như này đấy, thì anh chị em cũng có thể là gì ạ, nhấn vào cái đường link này đấy, nhấn vào cái đường link này để mình
mình tìm hiểu thêm về cái tác giả đó. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, James Hamlet này. Đấy, thì cái đường link dẫn đến cái trang web của ông ấy, thì nó sẽ mình sẽ biết được thêm cái phong cách cũng như là thêm cái lịch sử của cái người nghệ sĩ đấy anh chị em ạ. Rồi rồi anh chị em thấy sao? Đây còn rất nhiều nha, anim này, rồi crystal này, rồi skyfire này, rồi landscape này, rồi mix này, iris list này, vô cùng nhiều luôn anh chị em nhá. Đó mà chưa hết đâu, nó còn còn thêm một loạt những cái khác nữa. Huy đã gì ạ? Tổng hợp hết vào đây anh chị em thấy này, drawing pencil này. Đấy, nó cũng tương tự như vậy, anh ghép cái ảnh trên này cộng với cái ảnh dưới này thì ra cái ảnh ảnh ở đây. Đấy, với phong cách khác nhau, với mỗi câu lệnh khác nhau thì nó lại ra những cái gì ạ? Biến thể khác nhau. Được chưa ạ? Ở đây rất nhiều luôn. Đấy, rendering này, decorative này. Đấy, material này, đấy, photography này. Đấy, ảnh chụp nhá, ảnh chụp. Đấy. Đấy, portrait này, landscape này, hay là teapot này. Đấy, standard này, thin type này. Đấy, đây là các cái loại khác nhau. Được không ạ? Rất nhiều. Và chưa hết đâu, nó còn nữa. Đấy. Đấy ạ. Ở đây cũng thế này. Một loạt những cái mà gì ạ? Là anh chị em Alien by này. Đấy, Alien by Midjourney này, hay là Robot by này, Wally Probe này, hay là Spaceship by này, Building by này. Đấy ạ. Đấy, thì mỗi một cái từ khóa này cộng với cả cái tên tác giả hoặc là cái phong cách thì nó lại ra những cái mẫu khác nhau. Như vậy là chúng ta xem ở đây, chúng ta cũng có thể có hình dung, thay vì chúng ta thử nghiệm nhé. Chúng ta không thể thử nghiệm được quá nhiều được, thì ở đây người ta đã thử nghiệm sẵn rồi, người ta đã đưa ra những kết quả rồi. Được chưa ạ? Và việc của mình đó là gì ạ? Học từ những cái kết quả đó. Rồi.